Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái máy cắt cỏ nha. Cái máy cắt cỏ này nó đến từ thương hiệu của Makita. Cây Makita này nó sở hữu một cái nòng là 36 ly nha các bạn. 36 ly, dòng máy này là dên dài ha, nòng dài, bánh trớn lớn. Dòng máy này 36 ly và nó rất là mạnh mẽ các bạn. 36 ly ha, nòng dài. Nó tương đương với cây Mitsubishi TL33, nó cũng là nòng 36 dên dài, bánh trớn lớn các bạn. Chạy rất là mạnh mẽ luôn. Mà cái độ êm của máy này cực kỳ êm nha các bạn. Nó mang một cái trục dịch trợ lực nha các bạn. Nó hay hơn các cái đời trước nha. Mấy đời trước 36 ly không có trợ lực, nhưng mà đời này là 36 ly mà có trợ lực, các bạn xem ha. Tinh Âu luôn. Máy rất là đẹp luôn. Máy Nhật bãi nha các bạn. Máy này là máy Nhật bãi. Đã ở Nhật nó đã qua sử dụng rồi, nhưng mà cái máy này thời gian sử dụng nó rất là thấp các bạn, do đó là các chi tiết nó còn mới cực kỳ luôn các bạn, tinh luôn. Nó chạy một cái chế quạt khí quanh rồ nha các bạn, chế quạt khí quanh rồ tự động, chạy rất là ổn định luôn ha, không có lo gì thiếu xăng ha, không lo gì thiếu xăng dư xăng hết. Không cần phải chỉnh cháo gì hết ha. Các bạn xem. Ở đây cái nắp nó nè. Nắp nó ở đây nó cảnh báo mình khi châm nhiên liệu vào máy thì gồm có xăng cộng với nhớt nha các bạn. Đây biểu thị của cây xăng này ha, và giọt nhớt nè. On là dầu, dầu gồm có hỗn hợp gồm có xăng cộng với nhớt ha. Đây. Xăng ở trên nè ha. Cộng với nhớt, giọt nhớt nè. Với tỷ lệ khoảng 50cc trên lít nha các bạn. Tỷ lệ đó là trung bình. Nếu mà mình thấy cái máy mình ra khói ít thì mình tăng nhớt lên ha. Khoảng 60 gì đó ha, 70 cũng được. Nếu mà mình thấy cái máy mình ra khói quá nhiều thì mình giảm nhớt xuống nha, 40 cũng được nha các bạn. Nhưng mà tùy theo khói nhiều khói ít mà mình ra giảm nhớt nha các bạn. Đây các bạn xem nè. Nắp nó cực kỳ sắc sảo luôn ha, ở trong có gòn đệm nữa ha, có dây rất là đẹp luôn, kính mít luôn. Nó có lỗ thông hơi đó các bạn. Nó có lỗ thông hơi ở nắp đó, nhưng mà rất là an toàn nha, không có bị chảy xăng. Các dòng máy thế hệ mới thì nó cực kỳ đã luôn các bạn. Các bạn quan sát cạnh xem ha, cái bồ lửa của nó đây. Cảm ơn bộ lửa của nó nè. Sáng bưng luôn ha. Rất là đẹp. Nòng nó nè. Nòng nó chưa có đụng tới nha. Cái nòng nó này. Màu xám xịt. Rất là đã luôn. Mình xem. Rất là đã luôn ha. Nói chung là tình trạng mới. Rất là mới luôn các bạn. Nó. Nó. Cảm ơn các bạn qua đây xem lại cái bồ ha. Rất là đẹp ha. Bồ nó xả khói ra xéo vậy nha các bạn, xả xéo góc vậy. Dòng Makita với dòng Rubin nó xả xéo góc vậy ha. Nó có cái khác hơn người ta ha. Công tắc nè, nó bố trí cái công tắc các bạn thấy không, cực kỳ đã luôn ha. Có an toàn ở ngoài để chống hư cái công tắc ha. Có chân dựng nữa nè ha. Tum nhôm nha, tum kim loại. Ở đây đặc biệt cái dòng máy này thì cây IC nó rất là đỉnh cao các bạn. Mình cho các bạn xem ha. Cây IC nó nằm sâu ở trong này các bạn. Nó cây IC nó cây IC nó nằm ở trên cái tum này các bạn. Cây IC nó được mắc ở trên cái tum này nè. Các bạn thấy nó rất là xa cái nòng ha, do đó là cái IC nó rất là bền các bạn. Và ở đây nó có một cái chụp đây để bảo vệ chống chống nước mưa ha, và chống giật.
rất là quan trọng các bạn. Các bạn cắt cỏ các bạn khỏi phải lo ha, khỏi phải lo cái việc mà bị điện giật nha. Và cái buji của mình lúc nào cũng được bảo vệ, không có bị mát do nước mưa nha. Các bạn thấy không, nội thất của nó nè, buji này mình chưa có tháo ra luôn các bạn, nó đẹp vậy đó ha, chưa có tháo ra, cứ đổ xăng vô là nổ thôi chứ nó chưa tháo ra. Cái đoạn dây pin ha, đoạn dây pin từ đây cho tới cái IC nè, nó ngắn cực kỳ luôn các bạn, cỡ khoảng 4 đến 6 phần thôi chứ nó không có dài hơn nữa các bạn. Nó khoảng một đoạn ngắn vậy thôi, do đó là cái tỷ lệ mà bị mát dây pin là rất thấp các bạn. Này, cái IC nó nằm đây nè các bạn, rất là gần luôn ha. Đấy, đó các bạn thấy cái IC nó nằm chưa, nó nằm rất xa cái nòng luôn các bạn. Đấy, cho nên cái IC nó rất là mát mẻ, nó không có bị quá nhiệt ha. Và cái điều đáng nói là cái IC này ở trong này, cái IC này nó đóng made in Japan nha các bạn. Có thời gian mình sẽ cho các bạn xem nội thất của nó nha. Cái Makita này về thiết kế thì nó cực kỳ đỉnh cao, mà về mà chạy thì nó rất là mạnh mẽ các bạn. Do đó các bạn nếu mà sở hữu cây Makita cái dòng đời mới này thì các bạn yên tâm tuyệt đối. Còn ngoài ra là nó còn cái nó chạy cái bố đại nha các bạn, bố đại tùm lớn nha, bố đại nha, chén tùm lớn, bố đại, bố lớn nhất đó các bạn. Rất là dễ thay, rất là dễ sửa chữa nha, rất là phổ biến luôn. Này, các bạn biết bố đại rồi, cái độ ma sát nó rất là cao ha, nó kết nối với cái hệ thống cần của mình rất là chắc chắn ha. Do đó là cái bố đại thì hệ máy nào mà gắn bố đại đó là các bạn biết cái sức của nó rồi đó, rất là mạnh ha. Các bạn quan sát tiếp nha. Đây, các bạn thấy cái đệm hồng của nó không? Rất là đã. Chỗ này là móc dây đeo ha. Cụm này nè. Cụm của dòng Makita nè, zin của dòng Makita nó có cái móc ở đây các bạn để máng dây ga nè. Zin của dòng Makita nha. Đây nắm của nó nè. Gít ha. Rất là gít nha, rất là đẹp luôn. Mình cầm vô mình cảm giác như nó dính vậy các bạn, nhưng mà nó không có dính tay mình nha, nó gít gít mà nó không có dính tay mình, không có dơ cái tay mình ha, không có dơ cái tay mình nha. Cực kỳ đã luôn các bạn ha, gít nắm vô gít chịch luôn, do đó sự cầm nắm của mình rất là chắc chắn luôn các bạn. Đây cần láp của nó nè các bạn xem ha, của MEM302 Makita. Đây các bạn. Đây để mình quay qua phía bên phần của mình cho các bạn xem nha. MEM Makita. Đấy. Nguyên này giống như nguyên cuốn sách sử dụng hướng dẫn sử dụng như các bạn. À. Nhưng mà mình không biết chữ Nhật. Đây, các bạn xem tiếp ha. Những chỗ này nó rất là dễ hư hại mà nó vẫn còn cái tem đây nè các bạn. Ha. Chân cỏ zin của nó luôn nè. Chân cỏ zin của nó luôn ha. Cùi của Makita thì khỏi phải nói rồi. Rất là bền bỉ nha, có chống dính cỏ rất là ngon ha. Cùi Makita chạy rất là bền các bạn. Nói chung cùi này không phải là Makita không nha các bạn, nó là Robin ha, Rabbit và Rangsi, nó tới 4 thương hiệu. Nó làm ra cái máy này nó đặt cho 4 cái tên tùy theo màu và tùy theo cái chụp dịch đó, nó thay đổi cái tên các bạn. Còn nội thất các chi tiết giống y chang như nhau ha. Mình chuyện này mình đã nói đi nói lại nhiều lần của dòng máy Makita này rồi ha. Để mình nổ thử cho các bạn xem nha.
Đầu tiên thì mình máy nguội thì mình cũng bơm xăng nha các bạn, bơm xăng đóng e gió đó, e gió đây các bạn, và mình giật nổ nó sặc lên một tiếng thì mình kéo e xuống ha, mình giật tiếp thì nó sẽ nổ luôn ha. Còn nếu mà nó đã lên xăng, nó đã nổ rồi thì phát sao các bạn cứ giật là nó nổ thôi, khỏi cần phải bơm xăng thêm ha. Chụp giật trợ lực, giật rất là nhẹ nhàng các bạn. Để mình nổ thử cho các bạn xem ha. Thôi thôi, thấy không nha, thôi thật ha. Máy dòng máy lớn mà khởi động rất là nhẹ nhàng các bạn. Máy này đập đập cước, đánh cước, phát cước rất là ngon luôn các bạn. Còn nói phát dao thì thôi khỏi phải nói rồi. Phát dao thì nó mạnh kinh hồn luôn. Còn phát cước thì nó chinh phục những bãi cỏ cũng khá là nặng đấy nghe các bạn. Nó cũng khá mạnh, phát cước rất là ngon luôn. Chụp trực lại các bạn, rất là nhạy nổ luôn. Rồi đây mình nổ lớn cho các bạn xem nha. Thấy không, cái sức đề ba của nó hết hồn ha. Đề lên một cái là quay tích luôn. Cái video mình giới thiệu cây cắt cỏ Makita MEM302 đến đây là tạm dừng nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn với các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.